Bên em vẫn bán pin sạc, máy sạc, hàng nhập khẩu chính hãng của hai cái thương hiệu lớn, đó là hàng Enelope của Panasonic và thương hiệu thứ hai là cái thương hiệu Energizer của nhãn hàng nhập khẩu bởi công ty DKSH Việt Nam đó. Còn sản phẩm Enelope bên em, Enelope và Panasonic của bên em là nhập khẩu chính hãng bởi công ty Panasonic Việt Nam. Đấy, còn dòng Energizer này nhập khẩu chính hãng bởi công ty DKSH của Việt Nam nhé. Thì tất cả đối với cái hàng nhập khẩu về thì luôn có cái tem phụ ghi rõ nguồn gốc xuất xứ này. Các bác nhìn vào cái tem phụ ở đằng sau này, các bác sẽ biết được cái sản phẩm đó được sản xuất ở đâu, được nhập khẩu bởi công ty nào và được bán như thế nào, lô sản xuất như thế nào. Thì đối với hàng nhập ngoại thì luôn phải có một cái tem phụ bằng tiếng Việt ghi ở đằng sau. Đấy là đối với cái hàng Energizer. Đối với hàng Panasonic thì các bác nhìn thấy ở đằng sau đây ạ. Đằng sau đây nó vẫn có một cái tem nhé. Một cái tem đây là gọi người ta gọi là cái tem nhãn ghi rõ nguồn gốc xuất xứ cho người Việt đọc có thể hiểu được cái sản phẩm đó, cái xuất xứ nguồn gốc nó như thế nào. Đấy, kể cả trên thân pin cũng vậy, trên trên loại pin sạc cũng vậy. Pin sạc thì đây các bác nhìn thấy đây là cái tem phụ này in trực tiếp trên bao bì này, ghi rõ bằng tiếng Việt. Đấy, còn ghi bằng tiếng Anh thì nhiều nhiều người Việt thì không đọc sẽ không hiểu được, nên không biết được nguồn gốc sản xuất của sản phẩm đó ở đâu nhé. Thì bất kỳ sản phẩm nào cũng vậy thôi, nếu mà hàng nhập khẩu chính ngạch ấy, chính hãng ấy, thì luôn phải có tem phụ ghi để cho người tiêu dùng biết sản phẩm đó được sản xuất tại đâu. Với sản phẩm pin sạc của dòng Enelope này thì được sản xuất tại Nhật Bản các bác nhé, được sản xuất tại nhà máy Nhật Bản đối với cả dòng pin tiểu và pin đũa. Đấy, kể cả dòng pin tiểu và pin đũa thì em cũng đã giới thiệu nhiều ở những video khác rồi. Cách phân biệt cái hàng chính hãng là nhất là có ghi rõ nguồn gốc xuất xứ ở đằng sau là một này. Thứ hai là đối với hàng xịn thì luôn ghi rõ lô sản xuất nhé. Lô sản xuất đối với hàng xịn thì luôn tăng theo thời gian. Đấy, và cái thời gian lưu kho nó dao động khoảng 1 đến 2 năm, bởi vì cái dòng pin sạc máy sạc không phải là sản phẩm bán nhanh, nên là cái thời gian lưu kho nó không phải là ngắn nhé. Nên các bác cũng cái lô sản xuất nó cách nhau 1 2 năm thì các bác cũng không có vấn đề gì phải e ngại, bởi cái pin này cái độ lưu điện của nó lên tới 10 năm các bác bỏ ra sử dụng vẫn ok nhé. 10 năm sạc đầy mà nhà sản xuất sạc đầy rồi đóng bao bì thì 10 năm sau các bác bỏ ra sử dụng cái dung lượng nó vẫn đạt được cái hiệu suất 70%, nên các bác không phải sạc lại. Đấy là sau 10 năm. Đấy, còn khi các bác mua về trong cái thời gian mới 2 3 năm hoặc cả 4, kể thậm chí cả 4 5 năm các bác vẫn dùng ok, không có ảnh hưởng gì cả nhé. Đấy là đối với cái pin sạc. Đấy là đối với pin sạc, còn tí nữa ở phần cuối video em sẽ báo giá các bác nhé. Đấy, còn đây là đối với máy sạc. Máy sạc thì nó có hai loại các bác nhé. Cái bộ như này là đóng gói nguyên nguyên siêu của nhà máy của công ty Panasonic này, thì nó bao gồm một máy sạc chậm có cái mã BQCC51. Đây các bác nhìn thấy không ạ? Đây là cái bộ sạc chậm BQCC51 và hai quả pin tiểu sạc có cái ký hiệu là BK3MCC. Còn cái dòng ở đây là từ 2000 cho đến 1900, ở đây không phải là cái pin này, là cái dòng 1900 các bác nhé. Cái pin này là cái dòng cái hiệu suất sử dụng tối thiểu là được 1900 mAh, còn cái dòng định mức ấy, là họ ghi là 2000 mAh. Đấy, dòng định mức của cái đôi pin này là 2000 mAh và cái dòng tối thiểu hiệu suất tối thiểu là 1900 A. Nhưng mà thực tế đối với cái pin 2000 này thì cái thực tế sử dụng thì cái dao động của nó dao động từ 1900 đến 2001 cơ, tùy. Nhiều khi là nó cho phép sai số tới 5%, nên các bạn yên tâm cái dung lượng của nó luôn đạt được cái hiệu suất từ 1900 đến 2001, không thể ở dưới cái giá trị đó được. Nên là các bác mà mua hàng của Enelope thì đó là cái dung lượng thực tế chứ không phải là dung lượng quảng cáo các bác nhé. Như những một số cái hãng khác ấy, ghi dung lượng rõ cao là 3000 hay là 3003, nhưng mà thực tế các bác test nó cũng chỉ được khoảng 1600 đến 1800, hoặc là thậm chí cao thì được 2000, chứ không vượt quá cái con số 2000 đâu các bác nhá. Các bác nhìn được số to nhưng mà thực tế là không phải vậy đâu. Đấy là người ta chỉ quảng cáo thôi. Đây là cái bộ sạc chậm này. Thì thời gian sạc thì của cái bộ sạc chậm này nó là 10 tiếng. Đấy, cái sạc chậm thì nó sẽ an toàn cho pin, an toàn cho thiết bị hơn là cái loại sạc nhanh. Bởi vì sao? Bởi vì sạc nhanh thì đương nhiên là cái pin nó sẽ nhanh nóng hơn và cái máy nó cũng sẽ nóng. Đấy, còn sạc chậm nếu mà trong cái điều kiện mà thực tế các bác không cần thiết phải có pin để sử dụng tái sử dụng nhanh, thì các bác cứ xài cho em cái bộ sạc chậm như này, dùng cho gia đình nó ok này. Các bác cứ cắm sạc sau 10 đến 12 tiếng là nó sẽ tự ngắt nhá. Đối với cái máy sạc này là cái
chu kỳ hoạt động của nó là 10 tiếng hoặc là 12 tiếng nó ngắt, nhưng với điều kiện là phải sạc liên tục, cắm sạc liên tục trong cái thời gian từ 10 đến 12 tiếng là nó sẽ ngắt. Đấy, còn ví dụ các bác cắm ở 5 tiếng mà tự nhiên mất điện, hoặc là 5 tiếng bác rút ra cho các bác cắm lại thì nó lại thực hiện lại cái chu kỳ đó, bởi vì đây là cái này nó hẹn, nó ở dạng như là ngắt bảo vệ theo kiểu hẹn giờ ấy, sau 10 tiếng hoặc 12 tiếng là nó sẽ ngắt. Đấy là các bác lưu ý nhá, khi mua về các bác đỡ phải thắc mắc, là mình bên shop cũng, bên công ty mình cũng nói rõ luôn đấy các bác, là cái bộ sạc này là ngắt bảo vệ sau 10 giờ, như với điều kiện là 10 giờ sạc liên tục nhá các bác nhá. Còn nếu bị gián đoạn thì cái chu kỳ sạc nó sẽ lặp lại, chu kỳ sạc nó sẽ lặp lại. Ví dụ các bác sạc 5 tiếng bác rút ra thì khi cắm lại thì nó tiếp tục sạc 10 tiếng tiếp theo, chứ không phải là sạc lốt 5 tiếng còn lại. Đấy là bên shop phải nói rõ các bác thế. Còn đây là cái bộ sạc nhanh này. Đây là cái bộ sạc nhanh của Panasonic dòng Eninox. Bộ sạc nhanh này thì pin đầy đến đâu thì nó sẽ tiếp tục sạc cái dung lượng chưa đầy đến đó. Ví dụ cái dung lượng của các bác đang đạt 70% thì khi rút ra các bác cắm lại thì nó sẽ sạc tiếp tục 70% cho đến 100%. Nó khác với cái bộ sạc chậm là như vậy, là pin đến đâu thì nó sạc đầy đến đó. Ví dụ như là có 3-4 quả pin, một quả pin là cái dung lượng của nó còn 20%, một quả pin dung lượng 40%, một quả pin dung lượng 80%, một quả pin dung lượng 50%, thì khi cắm vào cái bộ sạc này thì quả nào đầy trước nó ngắt trước, quả nào đầy sau nó ngắt sau. Đấy là cái đặc biệt của cái bộ sạc nhanh là như vậy. Thứ hai là cái bộ sạc nhanh này thì nó là cái bộ sạc độc lập. Cái nguồn sạc của nó có 1,4V các bác nhé. Nguồn sạc của từng rãnh này là 1,4V này. Nên là các bác sẽ sạc độc lập ở từng viên. Ví dụ các bác muốn sạc một viên cũng được. Các bác muốn sạc 2 viên thì bình thường như cái bộ sạc này rồi. Sạc 2 viên hoặc 4 viên thì nó bình thường như bộ sạc chậm rồi. Còn bộ sạc nhanh thì các bác muốn sạc 1 viên ok, sạc 2 viên ok, sạc 3 viên ok, sạc 4 viên ok. Và cắm vào quả nào đầy trước ngắt trước, quả nào đầy sau ngắt sau. Còn riêng cái bộ sạc này thì các bác phải sạc cắm theo cặp nhé. Bởi vì cái nguồn sạc của nó là một vòng khép kín giữa hai quả pin này. Nó là cái nguồn 3V, nguồn 3V thì nó là một mạch khép kín giữa quả pin này và quả pin này. Đấy, khép kín. Nên là chúng ta bắt buộc phải lắp theo cặp. Đây, cứ một đèn này cho một cặp này, một đèn này cho một cặp này. Các bác để ý nhé. Đấy, còn hận thứ hai nữa là bộ sạc nhanh nó có đèn, các cái chế độ đèn báo này. Đèn màu xanh này, đèn màu vàng này, đèn màu đỏ này, và xanh hẳn này. Đấy, và tắt. Đấy, thì chúng ta sẽ biết được cái mức độ pin đang sạc tầm bao nhiêu phần trăm. Đây, ví dụ như là nếu mà đèn đỏ khi các bác cắm vào mà cái đèn báo là màu đỏ thì cái pin sạc nó từ đang sạc trong cái khoảng thời gian từ đang sạc trong cái dung lượng khoảng từ 0 đến 20% dung lượng định mức của pin. Đấy, còn nếu mà đèn màu vàng thì máy đang sạc pin với cái dung lượng trong khoảng từ 20 đến 80% dung lượng thực tế của pin. Đấy, còn màu xanh thì pin đang đạt cái dung lượng đang sạc ở cái dung lượng khoảng 80 đến 100% dung lượng định mức nhé. Còn khi nào nó tắt hẳn thì nó mới là sạc 100%. Đấy, còn cái đèn màu đỏ này mà các bác cắm vào mà đèn màu đỏ nó nhấp nháy sáng tắt sáng tắt sáng tắt sáng tắt là cái quả pin nó bị lỗi. Đấy, còn mà các bác cắm sạc mà đèn nó chỉ mãi nó báo một màu vàng thôi thì cái pin của bác ở cái trạng thái kém, các bác phải thay pin, nên thay pin sạc. Đấy là cái trường hợp mà đèn nó chỉ sáng mãi màu vàng, nó không tắt hoặc không chuyển sang màu đèn khác. Đấy các bác nhé. Đấy là hai cái dòng pin sạc. Thì em sẽ báo giá cái pin sạc của pin sạc và máy sạc của Panasonic. Đối với pin sạc và máy sạc thì bên em bán niêm yết là 236.000. Tuy nhiên là các bác nếu mà liên hệ trực tiếp với shop thì bên em giảm giá các bác xuống còn 200.000. 200.000 một đôi, pin tiểu và pin đũa. Đấy là cái giá rất chi là ưu đãi các bác nhé. Còn nếu mà dưới cái giá này thì các bác hãy cân nhắc lại xem có phải là pin xịn hay không. Pin xịn thì các bác nhìn cái đầu, những cái đầu cực này là đầu nhám, không phải đầu phẳng nhé. Những cái đầu, hai đầu cực này nó nhám nhám. Đấy, chứ không phải nhẫn trơn như những cái loại pin khác trên thị trường. Đấy. Và những cái loại pin mà đóng vỉ 4 ấy, vỉ 4 màu trắng hay là vỉ 4 của 3A, 2A thì thực tế là ở trong công ty Panasonic Việt Nam không nhập về cái mẫu pin màu trắng này vỉ 4. Đấy, công ty các bác có thể ra thẳng công ty Panasonic Việt Nam hỏi những cái mẫu Eninox này đóng vỉ 4 không có nhé. Eninox này đóng vỉ 4 không có nhé. Tất cả các loại vỉ 4 trên thị trường mà hiện có là có thể là cái hàng ngoài. Đấy là mình không nói cụ thể là nó như thế nào, nhưng mà
bản thân những người ở trong hãng hoặc là những người làm đại lý cho cái thương hiệu này thì những người đó thì mình nắm bắt hết được, còn các bác là những người tiêu dùng thì có thể là các bác không nắm hết được những vấn đề đó. Thì cái bộ pin này, kể pin tiểu pin đũa thì nó đồng giá là 200k, còn giá niêm yết trên những cái nơi khác bên shop vẫn đang bán là 236, nhưng mà 236 thì thi thoảng shop vẫn chạy chương trình sale thì có thể nó rẻ hơn một chút, hoặc 200 hoặc cả 210.000 gì đấy, trong cái khoảng đấy. Giá này là giá không bao ship các bác nhé. Đấy, còn đối với bộ sạc sạc chậm như này, nguyên siêu như này nhé, bên shop không có máy riêng để bán, nguyên siêu như này nó bao gồm một máy và hai pin là 450k, không bao ship, tất cả đều giá báo là không bao ship nhé. Em phải nói rõ thế để nhiều nhiều bác ấy, em lúc nói chuyện là đã bảo không bao ship rồi, nhưng mà gửi hàng về là cứ thắc mắc là đòi bao ship các thứ ấy, nên là rất chi là khó, nên là có gì để em nói công khai trên đây luôn, là em chỉ báo giá sản phẩm, còn tiền ship thì tùy theo vị trí các bác nhé. Các bác ở gần thì tiền ship nó rẻ, các bác ở xa tiền ship nó đắt hơn một chút, tuy nhiên nó dao động nó cũng chỉ trong phạm vi từ 30 cho đến 45k. Với thực tế em giao hàng thì thực tế nó cái tiền ship nó dao động từ 30 đến 45k thôi, không có vượt quá hoặc không có nhỏ hơn cái con số đó. Thì cái bộ sạc chậm kèm hai pin như thế này của Panasonic, mã BQCC51, kèm hai pin như thế này là 450, còn lấy thêm một đôi pin như thế này thì là 650 một bộ máy sạc chậm, và 4 viên pin sạc Eninox dòng 2000 là 650. Đấy, còn cái bộ sạc nhanh như thế này. Đấy, còn cái bộ sạc nhanh như thế này, nguyên siêu của nhà máy đóng gói là bao gồm một máy và 4 viên pin, thì là bên em đang giao bán là 750, tất cả đều không bao ship các bạn nhé, không bao ship. Đối với hàng xịn này ghi rõ lô sản xuất này. Đấy, pin thì tất cả cái pin từ pin đóng theo máy của máy này hoặc là máy kia hoặc là pin rời này, thì tất cả cái pin sạc này đều được sản xuất tại Nhật Bản các bác nhé. Còn máy sạc, kể cả máy sạc nhanh hay máy sạc chậm, đều được sản xuất tại nhà máy Trung Quốc. Các bác đừng có quan điểm là sản xuất tại Trung Quốc là hàng Trung Quốc các bác nhé. Cái hàng Panasonic này nó sản xuất trên toàn cầu cơ, nên là mỗi sản phẩm thì nó sẽ sản xuất đặt ở một nhà máy khác nhau, rồi nó về nó đóng gói sản phẩm như này thôi. Đấy, chúng ta phải phân biệt cái hàng sản xuất tại Trung Quốc với cái hàng nhái là nó hoàn toàn khác nhau, nó không phải là giống nhau. Hàng nhái thì 100% nó sản xuất tại Trung Quốc rồi và không phải là hàng chính hãng. Đấy, tiếp theo là cái sản phẩm của Energizer. Của Energizer thì bao gồm một cái, hiện tại đây em có bộ sạc như thế này. Đấy, và đóng kèm theo 4 viên pin nhé. Đây là để hở 3 viên pin thôi, còn thực tế là sẽ có 4 viên pin. Thì đối với dòng Energizer này thì pin sạc thì cũng sản xuất tại Nhật Bản. Đây các bác nhìn ạ, pin sạc cũng được sản xuất tại Nhật Bản và cái máy sạc cũng được sản xuất tại Trung Quốc. Đấy, đây là hàng chính hãng nhập khẩu bởi công ty DKSH Việt Nam. Đấy, thì em báo giá các bác trong cái thời gian này, các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ với shop theo cái số điện thoại ở phía dưới phần mô tả, hoặc là các bác có thể ủng hộ shop trên cái gian hàng Shopee. Shop có để đường link ở phía dưới, có thể là bây giờ shop chưa cập nhật nhưng mà các bác cứ vào đấy thì nó ra tổng thể shop thôi, còn cụ thể từng sản phẩm mình shop chưa chưa ghim hết buổi live, có thể shop sẽ chỉnh sửa lại.